nước hoa lớp trắng nha, màu đỏ cờ. Xe này máy rin nha, đầu nồi rin, bạc sơn rin, đầu khẩu rin, bạc sơn rin, bô biết rồi, rin đẹp. Ở dưới mặt bên đây có chày này, chắc là 5 24. Viên mọc anh em ơi, viên mọc tự nhiên ha, máy móc đầu nồi lượng lốc quỳ tắt được tạc cho anh em coi nó chắc ha. Để kiểm tra cái nồi kìa, à cái nồi này cái thay cái gòn ấy đó, cái gòn anh em dợm nè, anh em coi mới còn nhớ luôn ha. Cái nồi này có làm không, có làm cái gòn như gòn giữa đó là mới viên đó nè. À, như con bên nồi vậy là nó ấy vậy đó. Bởi vì nhiều khi nó kiểm tra không được, nhiều khi xe á, anh em báo gin đó, nhưng mà về đây mình phải coi lại gin kiểu gì. Vậy là xe này cái nồi có lợp này, thấy cái con nó ấy vậy đó, ốc thì không thể giấu nè. Bởi vì anh em dòm không có tới đó, anh em coi mới tới ốc rồi, các anh em thấy không, không có gì này, không có cắn này, các anh em báo mình là gin đó. Nhưng mà thật ra là cái gon đó là không phải này đó, bởi về đây là đâu đó nó rõ ràng cành mặt hết đây, chứ anh em mua xe đi yên tâm, còn cái đầu này mới đúng zin. Cũng may là bên cái nồi thì nó cũng quan trọng nhiều, quan trọng giá tiền à. Ví dụ cái xe nó chắc cọp á thì mình chơi cho nó tới luôn ha, mình xem xét đầu nồi nó phải bao chuẩn. Còn cái dạng anh pha tầm này mười mấy củ cho anh em xài thì nha, cái nồi nó làm cho bố hay bố hẳn khi đồ im ngon thì mình khỏi tốn tiền về khỏi làm, chứ giờ nó ghim chạy luộc á, không đi đâu hết trơn, ghim làm gì đâu. Nó quan trọng tiền nè, tiền ít thì nhiều quá, máy ấm quá, theo bồ nổ giật giòn. Con này giá 18 năm cho anh em nha. Mấy cái dòng này về đi chợ búa thằng thôi, nói chừng nào cũng được, cái hình nó đẹp á. Rất là đẹp luôn, bạc sơn rồi liền băng luôn à. Còn cái nồi nó làm lên thì yên tâm rồi, bạn xe này xài kỹ gì thì chỉ làm hãng thôi, chạy thì bố nó bắt thì mình đi nó giọt thôi. Anh em thấy phù hợp với điều kiện khả năng, với cái nhu cầu, cái cách sử dụng mình, cái tính cách mình thì alo và em nha.